điện thoại của chị nó đi tìm nhân vật trung tâm nhiều quá, nó không hiện thị nổi nữa. Quá nhiều nhân vật trung tâm. Cái bát. Không có cái bát cơm mà không có dám để xuống dưới. Kìa mấy đứa đứng ở kia ra ăn đi. Mấy em này chưa có này. Trong phòng này còn có mấy đứa nữa không ra ăn đi. Hả? Nè. Thiếu bát này. Mừng mang. Ăn được đạp cho một đống nhẽ ra sàn.